Dạ, bữa nay em có mẫu liếc mới. Mẫu này giá 200k một mặt. Đây, cái đế của nó này có miếng chống trượt. Loại này thì mình có thể để xuống bàn để mình sử dụng. Hoặc là thì mình để như vậy, mình để liếc như vậy. Mọi clip thì em làm hướng dẫn em gửi cho khách đó, nên em cũng ít khi báo giá trên mấy cái clip đó, mà chủ yếu em hướng dẫn cho khách sử dụng thôi. Còn mọi người mua hàng thì nhắn tin vô số điện thoại hoặc là trên YouTube này nhắn số điện thoại thì em gọi lại. Hoặc là em có link Shopee thì mọi người muốn mua ở đâu thì cũng được, Shopee thì có free ship. Đây thì em báo giá luôn mấy loại em đang bán nha. Liếc rồi, lơ rồi. Như mẫu này đây là da dày. Giá 200 là có cục sáp lơ nhỏ đi theo luôn. Còn nếu mà đặt loại mặt da mịn thì 230. Cái này thì mình dùng gia đình thì mình dùng một mặt thôi là đủ bén rồi. Mặt da mịn kia thì tiết thì nó bén hơn nữa. Lại da dày. Cái kích thước của cái này là dài 30 cm nè, còn bề rộng là 8. Mặt da thì khoảng 26 27 gì đó. Chiều dài của mặt da. Cái này thì giá khá tốt rồi. Còn các loại da mỏng hơn thì nó rẻ hơn. Như em có loại này đi, là 50.000 một cái. Da này nó nhám mà. Liếc thì nó cũng mau bén nhưng mà nó dễ chày. Cái này thì 50. Còn loại này thì loại da màu nâu nâu đen đen, mặt mịn là 75k. Cái này cũng sắp hết rồi, mai mốt chỉ có mặt lông thôi, còn ít. Nhà hai loại liếc này giá dưới 100k là không có viên lơ đi kèm, không có tặng kèm viên lơ, chỉ bôi sẵn lơ thôi. Mọi người muốn bôi lơ xanh hoặc lơ xám gì đó nhắn em bôi sẵn trước khi em gửi. Còn các loại liếc giá 100k đủ lên đó, thì mọi người em sẽ bôi hỗ trợ bôi sẵn lơ và có tặng kèm thêm một viên lơ xanh nữa, một viên lơ xanh nhỏ này. Nếu mà mình xài không nhiều quá thì viên nè xài cũng lâu quá. Và đây là con này là cho đế mài gốc. Cái này là của bộ cử mài dao á, mình gá lên nó có cái góc 45 này, mình kẹp lên mình mài một bộ, rồi một cây mặt lông, rồi một cây mặt mịn. Cái này là 250 nha. Còn ai mà có cái đế sẵn gửi em dán là 30k một cái. Rồi gửi em dán. Còn mẫu này thì cái que này là nhỏ, này là 120 hai mặt. Cây này là 160. Cây này cũng gần hết rồi, cũng ít người mua cây này nên chắc không làm nữa. Nhưng mà cái này là 160 là da trâu, còn 180 thì da bò. Da bò chắc còn một cây. Cây này dài 40. Và cắt liếc da bên đây thì cái này là 140.
140 hai mặt. Mà cái này là lại da mỏng. Nó có bên mặt mỏng. À, cái size này là 20-21 gì đó. Bản 6. Bề rộng này là 6. Còn bề dài này là 21. Lại này da mỏng. Cái này thì cũng có viên lơ nhỏ đi kèm. Và ba mẫu liếc này là 290, 320 và 390. Tất cả đều có hai mặt. Loại này da cao cấp nó dày hơn cái 140 đó. Cây này thì bề rộng, bề dài là 40, bề rộng là 5 cm, còn mặt da là khoảng 26. Một mặt là mặt mịn, mặt lông, và bên đây là mặt mịn. Các cây này cũng thông số cũng tương tự như vậy, mà bề rộng của cây này là 6 cm, còn cây này là 8 cm bề rộng. Cũng là loại da vết cao cấp nữa. Mấy mặt da này em xử lý để liếc được bột kim cương nên nó rất mịn. Da này thì nói là nó mịn thôi, nhưng mà dán lên á thì mình thấy nó cứng vậy, nhưng mà ở ngoài thì nó vẫn mềm. Cái loại da mà mọi người nói mềm mềm mà như cái ghế salon đồ á, đó là da công nghiệp, mình không có thể liếc dạo được trên cái da đó. Cái da đó mình liếc nó không ăn, và khi liếc nó lúng xuống thì nó làm mất cái lưỡi dao mình luôn, nó làm mo cái lưỡi á. Còn loại da này do mình em dán lên nên thấy nó cứng vậy thôi, nhưng mà liếc thì rất là tốt. Như các loại mỏng này thì ở ngoài thì nó cũng mềm xèo, mà giờ mình dán lên là nó mình thấy nó cứng vậy thôi, nhưng mà liếc thì dao rất tốt, tốt nhất luôn rồi. Cây này thì bề dài thì cũng bằng mấy cái kia khoảng 39-40 cm. Còn sắp lơ thì nếu mà mua kèm liếc là sắp lơ có 4 màu cơ bản, nó đi là mua kèm liếc là 60.000 viên. Còn nếu mà mua lẻ không mua theo liếc dao là 70.000 cộng tiền ship. Em có các màu là màu xám, màu trắng. Hai màu đó thì có thể bôi ở bên mặt lông của bề mặt để liếc ha. Và hai màu đó không bôi được bên mặt mịn. Và mịn hơn thì có màu xanh và màu đỏ, bôi được ở bên mặt da mịn như vậy ha. Và lơ á, nói chung thì mình liếc tay thì nó độ mịn nó không được như liếc máy. Như mình mài tới bước đá bùn tầm 1.000-2.000 lít thì mình bôi thằng xám lên là mình liếc được rồi. Còn các bước xanh trở lên cần đá 6.000. Giờ cũng có bột kim cương. Bột kim cương này em có 4 số, là từ 10.000 lít trở lên không, 10.000 lít, 15.000 lít và 30.000 lít, 80.000 lít. Và cái bột này thì để bôi lên mặt da mịn, liếc thì nó rất bén luôn. Và dao gì thì liếc kim cương cũng được hết. Nó là
thù lại cứng nhất nè, nó tốt, nó mắc tiền hơn là 150 một túi, túi này 20 gram. Nếu ai mua lít với lại lơ này kia luôn, muốn chiếc thì em chiếc nửa bịch này cũng được. Chứ còn mua lẻ thì em không chiếc được. Giống như mua liếc này kia thì em hỗ trợ em chiếc nửa gói này, 75k, 10g nữa. Còn cái bịch nguyên này là 20g. Còn Metabolic này thì nhiều người cũng lấy để bôi, bôi lên để liếc. Nhưng mà cái thằng này thì cho nó là chuyên dụng để đánh bóng đó. Nên cái hạt mài trong đây nó sẽ rất lớn, nó vỡ ra rất nhanh. Nên mình khi mình đánh bóng đó, khi mình đánh bóng lên đó, mình vừa thoa lên bề mặt là mình đã thấy nó ăn đen rồi, do nó có thể một số thành phần đánh bóng và acid của nó trong đó. Và cái hạt mài trong này nó vỡ nhanh hơn. Nên một số dao nhà bếp kiwi thông dụng thì mình liếc cái này nó cũng bén. Nhưng mà mấy dao mà tốt mình liếc thì nó sẽ khó bén hơn là lơ. Cái sắp lơ, cái hạt mài của nó cứng, nó không như thằng này. Thằng này nó thô và nó vỡ nhanh hơn. Nên mình đánh bóng mình thấy nó có hiệu quả nhanh hơn nếu mình đánh bóng bằng tay. Do nó là chất đánh bóng đa dụng, đánh lên nhôm hay inox gì rất mau sáng. Còn dao thì các loại dao inox dở dở rẻ tiền đổ xuống thì mình liếc cái này nó cũng bén nữa. Còn như dao á thì xài cái liếc này thì trước mỗi lần xài ở bên mặt lông này thì em bôi một lớp lơ lên, kéo qua kéo lại chừng 2-3 cái là mình liếc. Còn bên mặt này, mặt mình á, không cần phải bôi thường xuyên, do khi mình liếc cái hạt mài nó vỡ ra, mình càng liếc nó sẽ càng mịn. Còn bên mặt lông này thì mình cần nó nhám hơn, nên mỗi lần liếc mình sẽ bôi lên trước mỗi lần mình liếc. Và mặt lông này thì thường mài với 6.000 lít thì mình liếc ở bên mặt này để nó khử cái bao bìa trên dao đi. Hoặc là dao mình xài nó lục, mình liếc cái mặt này nó cũng sẽ lấy bén lại được. Nếu mình mài đá càng mịn cao mình sẽ liếc bên mặt lông là ít lần hơn nha. Giống như mình mài tới 6.000 hoặc là 8.000 lít thì mình liếc mặt này chừng 5-10 cái để nó khử hẳn cái bao bìa đi. Còn nếu mà mài tới đá bùng 1-2.000 lít thì mình liếc trên đây thì mình phải liếc nhiều rồi mình đè mạnh cho xíu để nó ăn dao xuống. Còn nếu mình mài tới bước càng cao thì mình chỉ liếc trên đây nhẹ tay. Còn mặt mịn này, mặt mịn này để liếc hoàn thiện cho độ bén rất cao. Nhưng mà nếu dao mình mẻ nó sẽ cứa lên, nó sẽ cứa lên, nó ăn lên da. Cho nên dao phải mài kỹ và hết mẻ mình mới liếc bên mặt này được. Mặt này thì mình lướt lên thôi. Cái góc khi liếc thì thường em sẽ liếc góc thấp hơn, góc thấp hơn cái góc khi mài, để tránh trường hợp nó tròn mất cái mép lưỡi. Như cái loại đục này,
đục hoặc là công cụ làm da thì mình liếc vẫn được bình thường. Mình để lên, giờ mình dò cái góc kéo. Rồi con mặt mày phẳng này á, thì áp cho mình kéo dao lạng hay gì mình cũng liếc được. Giờ mình liếc vài cái là nó bóng. Các loại này thì em đè thoải mái, nó không dễ gì mất lưỡi.